Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Trong thời gian vừa qua có rất nhiều những dự án khai thác coin trên điện thoại được ra đời, nhưng mà Binance được xem là một cái dự án đi tiên phong mở đường cho cái con đường này. Rồi những đồng coin khác cũng sẽ tiếp tục đi theo con đường này như là CoinDAO nè, rồi Rinet nè, rồi gần đây nhất đó là Omega Network nè. Thì những đồng coin này đã được lên sàn và nó đã có giá trị rồi nha các bạn. Có rất nhiều người đã kiếm được rất nhiều tiền từ những cái dự án này. Rồi và có hàng loạt các dự án khác vẫn đang cho chúng ta khai thác miễn phí như là Binetwork nè, rồi Upfinet nè, Otara nè, gần nhất đó là CoinSwap nè. Và tiềm năng nhất ở thời điểm hiện tại đó là ICE Network nè. Nói chung rất nhiều các dự án đó là sau Binetwork mọc lên như nấm luôn nha các bạn. Và nhiều người nói là những dự án này bắt chước Binetwork nè, nào là nhái lại theo Binetwork nè. Thật sự thì không nha các bạn. Mỗi dự án nó đều có cả một cơ chế khai thác riêng, một cái mục tiêu riêng cũng như cái lộ trình định hướng phát triển riêng hết nha các bạn. Và nếu chúng ta thấy được cái dự án nào tốt á, có tiềm năng á, thì chúng ta cứ việc khai thác. Và tất cả những cái dự án mình giới thiệu trên kênh của mình á, đều là những dự án miễn phí hết nha các bạn. Và câu hỏi được đặt ra ở đây á, là chúng ta có nên đặt hết kỳ vọng vào Binetwork hay là không? Có nên chỉ khai thác một mình Binetwork hay là không? Thì đó là lựa chọn của mỗi người nha các bạn, nhưng theo quan điểm cá nhân của mình là không nha. Dẫu biết rằng Binetwork là một dự án bước ngoặt, một dự án cực kỳ tiềm năng, nhưng đến thời điểm hiện tại thì Bi nó đã trải qua hơn 4 năm hình thành và phát triển rồi, vẫn chưa biết ngày giờ lộ trình mainnet cụ thể. Vậy tại sao trong thời gian mà chờ đợi Binetwork thì chúng ta không lại tạo thêm nhiều cơ hội cho chúng ta bằng cái việc mà khai thác những đồng coin khác? Những đồng coin này nó cũng cực kỳ tiềm năng và nó có lộ trình khá là cụ thể nha các bạn. Điển hình như là ICE Network chẳng hạn. Các bạn thấy đấy, trong thời gian mà chúng ta khai thác Binetwork á, thì nhiều bạn đã kiếm được tiền từ Rinet nè, từ CoinDAO nè và từ Omega Network nè. Còn kiếm được nhiều hay ít á, là tùy thuộc vào cái khả năng của mỗi người nha các bạn. Nhưng mà chung quy lại á, mục đích của con người á, vẫn là kiếm tiền nha. Có ai dám nói mà khai thác cho vui không? Khai thác Binetwork cho vui mà không cần kiếm tiền không các bạn? Không nha, vẫn là tiền nha các bạn. Và airdrop là một cái hình thức kiếm tiền khá là tốt nha. Và các bạn nào mà chưa biết airdrop là gì thì các bạn nên tìm hiểu về airdrop và bắt đầu kiếm tiền từ airdrop nha các bạn. Tóm lại là khai thác Binetwork thì chúng ta vẫn kích tia sét đều đặn hàng ngày. Và trong thời gian rảnh mà chúng ta chờ đợi Binetwork được lên sàn mainnet mở hoặc là chờ đợi hệ sinh thái của Binetwork phát triển thì chúng ta có thể tìm hiểu và tham khảo thêm các dự án tiềm năng miễn phí khác nha các bạn. Chứ chúng ta không nên tập trung hoàn toàn vào Binetwork. Và chúng ta cũng không nên thần thánh Binetwork quá. Chuyện gì đến cũng sẽ đến các bạn. Khi nào hệ sinh thái hoàn thiện và vững chắc á, thì lúc đấy Binetwork nó sẽ cho mainnet mở. Cho nên các bạn cũng đừng nên trông ngóng Binetwork từng ngày mà làm gì các bạn. Đừng đặt hết kỳ vọng vào Binetwork. Nhưng các bạn cũng đừng bỏ qua Binetwork nha. Ví dụ là như chúng ta khai thác 10 dự án tiềm năng đi, thì trong đó có ví dụ có hai dự án đi, nó có cái giá tốt các bạn, thì đấy cũng là ngon rồi các bạn, tại vì chúng ta là khai thác miễn phí hết nha các bạn. Chứ chúng ta không thể nào mà đòi hỏi chúng ta khai thác 10 dự án đi mà 10 dự án đều có cái mà tốt, có cái kết quả tốt là không có nha các bạn. Ví dụ 10 dự án thì chúng ta chỉ trúng được một hai dự án ngon thôi các bạn, đó là một cái điều hiển nhiên rồi, chứ chúng ta không thể nào mà đòi hỏi thêm nha các bạn. Và chúng ta khai thác càng nhiều dự án á, là chúng ta chi cái kỳ vọng của chúng ta, chi cái mà cơ hội của chúng ta ra càng nhiều nha các bạn. Chứ chúng ta không nên đặt hết kỳ vọng, đặt hết hy vọng vào một mình Binetwork thì nó cũng sẽ không nên nha các bạn. Bởi vì khi mà Binetwork á, khi mà ví dụ sau này mainnet mở mà các bạn đặt hết kỳ vọng vào Bi á, mà Bi nó không được cái giá mong muốn như các bạn á, thì lúc đấy các bạn lại thất vọng nha các bạn. Cho nên các bạn cứ việc chia đều ra, các bạn mình sẽ giới thiệu những dự án nào mà tiềm năng á, mà miễn phí nha, thì các bạn thấy dự án đó tiềm năng thì các bạn có thể đăng ký khai thác chung với mình nha các bạn. Và hiện tại thì có rất nhiều các dự án tiềm năng mà chúng ta cần phải khai thác và không nên bỏ qua. Và các bạn có thể tham khảo xem lại những video trước của mình nha. Mình đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều những dự án tiềm năng này. Và tất cả các đường link của các dự án này mình đều để bên dưới phần bình luận nha các bạn. Các bạn có thể tham khảo và đăng ký khai thác càng sớm càng tốt nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc. Và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và qua chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.